nét uy nghi thành ca tỳ la vệ, muôn sắc màu rực rỡ ánh quang minh, Phật đản sanh qua nở lâm tỳ ni, bước bảy bước trên đóa sen hồng nở rộ. Rồi năm tháng dần trôi, thái tử trưởng thành, tài đức vẹn toàn chẳng ai sánh kịp. Nhưng sống giữa cung vàng điện ngọc mà lòng người đầy trĩu nặng sầu tư. Bằng tâm lòng vị tha thương chúng sanh trong biển sâu chơi vơi, nặng mang trái tim đại từ chỉ cả ngàn trời chim hồng tung cánh. Đời bây giờ vui trong khổ đau, ta muốn ra đi tìm hạnh phúc dài lâu. Đêm ướt sương khuya trăng vằn vặc sáng như tiễn đưa ta ra biệt. Sầu não con sẽ quay về khi sáng đạo ước mong. Con không đành nhìn cảnh thế nhân sống lầm mê rồi bất hạnh chất chồng. Con muốn mọi người được vinh diện ăn vui nên phải bỏ cung vàng để tìm. Rồi đến một ngày kia người ngất liệm, bỗng từ cõi trời cất giọng ngân gian. Tu hành như chỉnh dây đàn, chỉnh căn thì đức, chỉnh dùng chẳng hay. Quyên ai dịnh giữ lấy thân, lo tu luyện đạo thân lành tâm. Rừng sâu bao tháng năm hành đủ muốn truy tâm, nhịn ăn khổ hạnh gian truân bao điều nguy nan, nhưng vẫn chưa ru sạch mê lầm. Ta đơn tọa thiền dưới bóng sao mai viên trời tỏa sáng, tâm trí ta đột nhiên bừng chói rạng khắp tinh cầu.
còn chấp trước nên mới đầu tiên. Pháp diệu quyền nhưng đơn giản vô biên, người không hiểu e khó lòng tin nhân. Khi thấy chư thiên buông lời tán thán thỉnh cầu ta sao giảng pháp thượng thường. Chư Phật thánh hiện nơi đầu với một nhân duyên, muốn chỉ cho chúng sinh hiểu mình có khả năng giác ngộ. Hãy buông xả những tâm thấp hèn mê muội, buông những gì thuộc thói tật chúng sinh. Cuộc đời như chiếc lá vàng bay, mới vừa thay đó sớm mai không còn. Sanh tử luân hồi nào ai tránh khỏi, buông vách tường thành mấy kẻ vừa qua. Rằng khi khổ không trông chờ cứu độ, mà chúng ta hãy tự cứu khổ cho mình. Như dòng nước đục lắng trong, bận nhớ gạn sạch tấm lòng thành thơi. Bạn tâm vốn tự sáng ngời, do mình mê dòng nên biến đời thành lông mê.